Những tiếng gào thét, những giọt nước mắt, khuôn mặt tuyệt vọng. Đây là những gì mà người ta thường thấy sau mỗi vụ vỡ hụi xảy ra. Vụ ít thì vài trăm triệu, lớn hơn thì hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ. Nhỏ thì liên lụy hàng chục người, nhiều thì hàng trăm người. Từ nông dân cho đến các tiểu thương, thậm chí là cả giáo viên, công chức đều đã từng là nạn nhân của những vụ vỡ hụi. Như vụ việc hồi đầu tháng 11 mới đây tại Tiền Giang, hàng trăm người đã góp hụi số tiền lên tới 20 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Mỹ Hiền, 33 tuổi và chồng là Nguyễn Văn Lượm, 38 tuổi, cùng ngụ xã Phú Cường, huyện Cai Lậy. Theo các nạn nhân, vì tin tưởng chủ hụi là người địa phương, lại có nhà cửa kiên cố. Tuy nhiên, khi sự việc vỡ lở, hai vợ chồng chủ hụi ôm tiền bỏ khỏi địa phương, thì nhiều người mới tá hỏa. Bởi toàn bộ nhà cửa, đất đai của kẻ lừa đảo đã bị ngân hàng phát mãi bán cho người khác. Còn đây là đối tượng Nguyễn Thị Kim Thoa, sinh năm 1979, ngụ tại xã An Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Thoa vừa bị bắt vì đã lừa bán hụi của những thành viên vắng mặt, chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng. Vỡ hụi, người dân lao đao, nhiều gia đình túng quẫn, rơi vào cảnh tan vỡ, nợ nần chồng chất. Đáng buồn là điệp khúc này vẫn liên tục diễn ra quanh năm, đặc biệt là tại các tỉnh miền Tây. Tin tưởng nó là cháu chồng, rồi cũng gần gũi mẹ cha, nó cũng gần gũi với tôi, nó dòng họ nó, ông nội ông ngoại nói sát bên tôi cũng rất là đàng hoàng. Tôi mới tin tưởng nhà nó cũng danh giá, chồng thì thầy giáo, vợ thì một nhà giải bán buôn, cũng ở trong cái ấp này thì nó cũng đứng nhất nhì, nó cũng không thua ai, không thể nào nó ăn giật mình được. Nói chung là ham tiền lời, một đồng đỡ một đồng. Cái cô mới nói Quỳnh Anh, tao vô 100 người thôi nha, đừng có lố nữa thì tốt, hẳn đi học là bà mợ không có tiền cho nó đi. Cái nói bà cơ mợ đừng có sợ, chừng nào không có là con lấy tiền con đưa cho bà mợ. Cô thấy vậy cô mới đưa cho nó là cứ 10 bữa 3 triệu 9, 10 bữa 3 triệu 9 mà cô đưa cho dẫn 100 ngày như vậy. Hụi hay họ là hoạt động đã có từ rất lâu và phát triển phổ biến với hai hình thức: chơi hụi góp không lãi suất và chơi hụi mua có lãi suất. Mô hình này thực chất là một vòng tròn mắc xích, mỗi thành viên tham gia chính là một mắc xích. Chỉ cần một người không đóng tiền hụi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người chưa hốt hụi. Đáng nói việc góp hụi hay mua bán hụi hoàn toàn mang tính tín chấp, nghĩa là tin tưởng nhau là chính mà không có tài sản thế chấp, bảo đảm. Điều đáng nói dưới hình thức này, nhiều chủ hụi đã lợi dụng lòng tin, tham lãi của hụi viên để lừa đảo. Bằng cách tạo lòng tin ban đầu, khi người chơi nhiều, số tiền lớn, các chủ hụi thường dùng hình thức vay mượn tiền hụi với lãi suất cao, sau đó bỏ trốn để chiếm đoạt. Thủ đoạn cho cái người chơi hụi tin tưởng rồi lấy tên của những cái người hụi khác không có tên thật trong cái dây hụi đó, rồi là tiến hành hốt để chiếm đoạt cái số tiền đó. Để không bị mắc vào những cơn bão hụi, khi có nhu cầu huy động vốn, người dân nên đến các kênh hỗ trợ tài chính uy tín như ngân hàng và đặc biệt là các quỹ tín dụng của các hội phụ nữ, thanh niên, nông dân hoặc các phường, hụi quy mô nhỏ có sự đảm bảo bằng các giấy tờ có công chứng hợp pháp khi giao dịch. Trường hợp đã tham gia vào các đường dây hụi, người chơi cần phải lưu giữ những văn bản có liên quan và cần có người làm chứng để bảo vệ mình, phòng khi có xảy ra tranh chấp. Tuyệt đối không tham gia các đường dây hụi mà bản thân không biết rõ về chủ hụi hoặc những người cùng chơi. Không nên tham gia chơi hụi chỉ để lấy tiền lời, bởi điều này mang lại rủi ro rất cao. Nếu xảy ra sự cố thì việc mất trắng tài sản là điều hoàn toàn có thể xảy ra.